Riêng cái động cơ này nó có một cái vòi phun áp lực cao sẽ bơm cái dầu vào trong lòng piston để làm mát lòng piston. Cái công nghệ này thì lấy từ công nghệ của F1 ra. Xin chào tất cả mọi người, tôi đang đứng cạnh một chiếc Honda Civic phiên bản RS màu mới, một cái màu đỏ bọc đô hay là màu đỏ đun rất là đẹp và thể thao. Chiếc xe này thì chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn khá nhiều rồi. Và rất nhiều người có nói rằng chiếc xe này đẹp, ngon nhưng mà giá nó gọi là hơi gọi là nhỉnh nhỉnh một chút. Đây, ví dụ như đang niêm yết với giá là 929 triệu. Thì thực sự chiếc xe này so với mặt bằng cùng phân khúc là nó có cao hơn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem vì sao chiếc Honda Civic RS giá nó lại như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó trang bị rất nhiều thứ xịn sò, đồ hiệu mà có lẽ bằng mắt thường chúng ta sẽ khó lòng mà biết được. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết vì sao nó như vậy. Rất nhiều công nghệ hay, ná lại ở video một phút nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở nắp capo ra. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào trong cái khoang động cơ này. Các bạn sẽ thấy là nó có cái sự khác biệt. Trước tiên thì như mọi người biết là chiếc xe này thì được trang bị cái động cơ có thể nói là nhiều công nghệ nhất trong phân khúc rồi. Động cơ 1.5 turbo, 170 mã, 220 Nm, mô men xoắn, cực đại. Thì nó rất là mạnh. Tuy nhiên để đạt được điều đó thì không phải tự nhiên mà được. Cái động cơ này bản thân là cái lốc máy và cái tóm lại là rất nhiều bộ phận được làm bằng nhôm. Làm bằng nhôm thì sao? Thứ nhất, nó nhẹ hơn. Thứ hai là nó giúp tản nhiệt tốt hơn. Riêng cái chi tiết đó thôi đã rất là ăn tiền trên cái động cơ này rồi. Nhưng chưa hết. Cái động cơ này ở bên trong nó cũng có rất nhiều những cái công nghệ. Ví dụ như là cái đầu piston, họ đã làm những cái đường xoáy để sao cho cái khi mà đốt nhiên liệu thì cái lực nén nó, tóm lại là nó tối ưu hóa cái việc mà đốt cái hóa khí ở trong buồng đốt, giúp giải phóng nhiều năng lượng hơn, rồi tiết kiệm nhiên liệu hơn, vân vân và vân vân. Đấy, đấy là một thứ rất nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lại cũng chưa hết tiếp. Ở trong cái động cơ này thì cũng là một cái động cơ thôi, nhưng mà nó lại có thêm rất nhiều thứ ở bên trong. Lấy ví dụ thêm nữa, đó là cái cách mà nó làm mát, làm mát đấy, làm lạnh đấy, cái piston. Thì ở trong cái lòng piston, nếu như bình thường, cái động cơ bình thường nó được làm mát thụ động bằng cách là nó cứ lên xuống thì dầu nó sẽ bôi trơn các thứ. Nhưng riêng cái động cơ này nó có một cái vòi phun áp lực cao sẽ bơm cái dầu vào trong lòng piston để làm mát lòng piston. Cái công nghệ này thì lấy từ công nghệ của F1 ra, thưa quý vị và các bạn. Đấy, không phải tự nhiên mà cái động cơ nó hay và nó đắt đâu. Thì cái công nghệ đấy họ sử dụng của F1 cơ mà. Tất nhiên bây giờ cũng khá nhiều cái động cơ xịn sử dụng cái kiểu đấy rồi, nhưng phải là động cơ xịn. Thì cái động cơ này có thể nói là động cơ xịn. Và chính cái động cơ này cũng làm cho cái giá tiền nó tăng lên, chứ không phải là một động cơ bình thường. Ngay như bản thân cái động cơ của xe mẹc bây giờ cũng dùng cái kiểu 1.5 turbo kiểu như này. Đấy. Và mà vẫn chưa hết đâu nha. Lại nói thêm về cái động cơ thì ở cái thành của cái piston, họ mạ hay còn gọi là họ tráng một cái lớp, nó gọi là molybden. Molybden nó là một cái vật liệu chịu được nhiệt độ cực cao, độ mài mòn cực cao, mà họ thường sử dụng cái vật liệu này để chế tạo ra những cái hợp kim thép siêu bền, siêu cứng, chịu nhiệt độ cao. Thì cái thành của piston họ sử dụng cái vật liệu đó để giúp cái độ mài mòn nó được tốt hơn, có nghĩa là nó sẽ không bị mài mòn nhiều và nó sẽ ma sát cực kỳ thấp. Đấy, bền hơn, ma sát thấp hơn, hiệu năng hoạt động tốt hơn. Nếu mà nhìn bằng mắt thường thì làm sao mà chúng ta biết được. Chúng ta cứ nhìn một chiếc xe này, ồ, nó giá cao thế, cũng đúng. Nhưng mà đấy, khi mà biết những cái công nghệ như thế này thì các bạn mới thấy là à, nó đáng tiền đấy, nó rất đáng tiền đấy. Thì chỉ riêng những cái như thế về động cơ thôi, nó đã đem đến cho chúng ta
những cái gì đó nó rất là đáng yêu và đáng quý trên chiếc xe này rồi. Nhưng cũng chưa hết, lại chưa hết tiếp. Sau cái động cơ nó là cái gì? Động cơ các bạn còn nhìn thấy nhá, nhưng ở phần bên dưới thì nó có cái thanh cân bằng lớn hơn. Cái thanh cân bằng lớn hơn thì nó sẽ giúp cái xe nó vận hành ổn định hơn, bởi vì cái xe này nó mang cái tính thể thao khá cao, mang tính thể thao khá cao và thậm chí là vận hành kiểu kiểu xe thể thao đấy. Thì thanh cân bằng lớn hơn nó giúp xe ổn định hơn, vững chắc hơn. Nhưng lại cũng chưa hết, những cái miếng cao su đệm kết nối giữa thanh cân bằng và thân xe ấy, nó là những cái miếng cao su không bình thường. Không bình thường ở đây là chỗ nào? Nếu như xe bình thường thì cao su nó chỉ là cao su thôi, nhưng những cái miếng cao su này nó lại được, ở trong nó có chất lỏng. Ô, nghe nó hay, như kiểu gel gel gì đấy nhở. Thì nó sẽ êm hơn, nó sẽ êm hơn, nó giảm được độ ồn, vững chắc hơn, vân vân và vân hơn. Đấy, mà những cái miếng cao su này ấy, nó thường được dùng trên những chiếc xe sang. Xe sang nhá, chiếc xe bình dân, xe tầm trung là không có. Đấy cũng là một điểm rất nhỏ mà tăng giá thành cho chiếc xe này. Tôi không bênh gì chiếc xe này đâu, nhưng mà tôi đang phân tích ra để cho các bạn biết là vì sao nó lại như thế. Đấy. Rồi, đến hệ thống treo cũng như thế. Những cái điểm kết nối, những cái chân đế đỡ của hệ thống treo kết nối với cái khung xe cũng là những cái miếng cao su mà có chất lỏng ở bên trong, thì nó sẽ giúp êm hơn rất nhiều, nó sẽ ổn định hơn, đúng không? Đỡ ồn hơn. Đấy, đơn giản thế thôi mà đã ra bao nhiêu thứ rồi, chỉ mở cái này lên làm sao mà chúng ta biết được, đúng không? Nhìn này thì có khác gì cái động cơ bình thường đâu, có khác gì cái hệ thống giảm xóc, hệ thống treo bình thường đâu. Thậm chí là cái thanh cân bằng chúng ta còn chẳng nhìn thấy, chúng ta phải lật ngược lên là các thứ cơ. Đây, ví dụ như cái hệ thống ABS cũng là rất gọn, ngay sát cái vách luôn. Đó, nó rất là gần. Đấy cũng là một cái đặc biệt của chiếc xe này. Chúng ta sẽ đóng lại một chút. Đấy chỉ là những cái rất cơ bản của chiếc xe này thôi, mà nó tăng thêm độ xịn sò. Đấy, khi đóng nắp capo lại các bạn sẽ để ý là ở trong phân khúc ấy, cùng phân khúc thì khi đóng nắp capo lại các bạn sẽ hiếm thấy có những cái cao su ở đây, đệm ở đây, nó liền lạc và rất là khít như thế này. Không phải xe nào cũng có đâu nhá. Có nhưng mà nó sẽ không khít và phun kín như thế này. Đây, nó phun kín từ đây ra đây. Gặp tiếng ồn rồi nó sẽ khít hơn, nó sẽ chống rung các thứ, vân vân và vân vân. Đấy là một điểm cũng rất hay. Về ngoại thất thì có lẽ chúng ta đã nhìn nhiều rồi. Ở phiên bản RS này thì tất cả cái mạ chrome thì đều được sơn đen. Đấy, cái màu mới này cũng đẹp đấy chứ, trẻ trung nhỉ. Đỏ, tôi thì hay gọi là đỏ đun. À đây, sang bên này các bạn sẽ nhìn thấy lốp này là lốp xịn nhá. Cái lốp này là lốp của một chiếc xe thể thao Michelin, hay chúng ta vẫn hay gọi là Michelin gì đó, mỗi người mỗi cách gọi. Mâm 18 inch. Cái lốp này là lốp Pilot Sport 4. Nó thường sử dụng trên những chiếc xe Porsche hay là Porsche. Thì đây không phải là một cái lốp thông thường, nó mang một cái gen thể thao rồi, nó mang một cái gen thể thao. Chính vì thế mà nó đắt. Chính vì thế mà nó đắt chứ không phải tự nhiên mà nếu mà chạy một cái lốp bình thường ấy, thì nó sẽ lại giảm giá thành đi được một ít. Đấy, thì đây lại là cái hay, bởi vì cái xe này nó mang tính thể thao cho nên nó buộc phải chạy cái lốp kiểu như thế này để nó đảm bảo cái tính thể thao và đảm bảo cái tính an toàn. Nhưng mà nhìn xuống cái mâm này đẹp nhỉ? Cái mâm phiên bản RS này đẹp thật. Sơn màu titan với cả màu đen. Nhìn trông chất lượng thật. Nhìn bộ mâm lốp này thì quá ư là thể thao luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy về tổng thể. Cái này thì chắc các bạn biết rồi và tôi cũng đã từng nói rồi. Từ gương rồi cho đến những cái đường gấp khúc kiểu phong cách origami Nhật Bản này, nó giúp cái hệ số cản gió của chiếc xe tăng thêm 10%, có nghĩa là nó sẽ lướt gió hơn. Đấy, theo như một thông tin mà chúng tôi Google được ở trên mạng thì khi mà trả lời phỏng vấn cái kênh số 1 thế giới của Top Gear, cái ông trưởng dự án phát triển xe Civic này đã trả lời rằng là chúng tôi đã phải mổ xẻ một chiếc Audi A3 rất kỹ lưỡng để nghiên cứu, để sao cho làm ra một chiếc Civic mà phải nói là vượt trội so với tất cả những cái dòng xe cùng phân khúc. Thì đúng,
đúng thật là khi mà nhìn vào cái chiếc xe này ngay ở vẻ bên ngoài thôi đã thấy nó khác biệt rồi, hiệu năng các thứ nó cũng rất là ổn, rất là ổn. Thì không biết ai đã chạy rồi thì có thể comment ở phía dưới có hài lòng không, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm để cho những người chưa biết về dòng xe này hoặc là những người đang có nhu cầu mua về dòng xe này biết được rõ hơn. Và cái thế hệ thứ 10 này của Civic thì được phát triển tại Mỹ nhé, không phải tại Nhật. Chính xác là thành phố nào thì tôi Google rồi nhưng tôi cũng quên. Đấy, thực ra là review xe là toàn Google ấy mà. Mấy anh review, mấy anh là review qua Google. Thế thôi, chiêu thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu nữa nhỉ? Chỗ nào đắt? À, ở bên trong thì nó cũng có những cái sự khác biệt. Lấy ví dụ như là ghế. Cái ghế nó cũng mang phong cách thể thao hơn. Đây, ghế da pha một chút nhẹ nhẹ nỉ theo cái vân caro. Và tất cả xung quanh những cái phần mà có ốp da ấy thì đều được thêu chỉ đỏ, đem đến cái sự tương phản và mang đến một cái phong cách thể thao. Ngay cả vô lăng cũng vậy, được thêu chỉ đỏ. Cái khoang nội thất thì chúng ta nhìn rất nhiều rồi. Đấy, à, nhân tiện nói đến cái vô lăng này thì cái vô lăng của Honda Civic là cái vô lăng hay nhất phân khúc luôn. Cái vô lăng này nó biến thiên, nó có bánh răng kép biến thiên và nó sẽ thích ứng theo cái cách mà bạn đánh lái. Nó hay một cách dã man mà các bạn phải lái các bạn mới hiểu được. Chứ còn bây giờ nói bằng miệng thì làm sao mà biết được nhỉ? Nhưng mà cái vô lăng này tôi đã lái rất nhiều rồi. Và cái vô lăng này là cái vô lăng hay nhất phân khúc luôn. Không sai được, các bạn cứ đến thử thì các bạn sẽ thấy. Đó, sơ sơ đó thôi là chúng ta đã thấy Honda Civic tại sao nó lại đắt rồi đúng không? Đây, chính xác mức giá đang bán là 929 triệu cho phiên bản Civic RS hay hãng gọi là Rose Sailing, màu đỏ mới. À, nhân tiện không có ai ở đây, mình sẽ kéo số 2 sang, mình sẽ gạt số 9 sang, mình sẽ để số 2. Đấy, nghịch ngợm một tí. Mình lịch sự từ đầu video rồi, bây giờ mình thích nghịch. Để là 299 triệu. Lát ai đến đây mà nhìn thấy cái giá này lại bán cho mình 5 triệu nhá. Đấy, không có ai ở đây nhá, anh em đừng nói nhá, không phải mình, đừng mách nhá. Đó, vậy thôi. Tổng thể thì cái xe nó vẫn là chiếc Civic đó, vẫn rất đẹp, vẫn cái cánh lướt gió của phiên bản RS. Tôi thì thích nhất là cái bộ mâm, nó rất ấn tượng, cái màu và bộ lốp, bộ vó này chuẩn chỉ luôn. Bây giờ mời các bạn sẽ đi lại một vòng để ngắm lại cái màu mới của chiếc Civic RS VTEC Turbo, màu mới, xem nó như thế nào. Ấn tượng đấy, ấn tượng. Kết thúc ở góc 3/4 này để xe nó sẽ rất là đẹp. Rồi, xin chào mọi người nhé, đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi, bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chiếc này 299 triệu này, mua.